bị sỏi mật nên tránh đụng đũa những món ăn này. Trong đông y, bệnh sỏi mật được gọi là đờm thạch chứng. Nguyên nhân thường do ăn uống không điều độ, can uất khí trệ, ngoại cảm thấp nhiệt, viêm nhiễm, nhiễm giun. Chế độ ăn uống khi bị sỏi mật cần kiêng cữ các loại gia vị kích thích có vị cay thuộc hành kim như tiêu, ớt, hành, tỏi, cà ri, gừng, mù tạt. Các thức ăn có nhiều chất đạm, tính nóng như thịt dê, thịt chó, ba ba, lòng đỏ trứng gà. Các loại đậu hạt có nhiều chất béo như đậu phụng, hạt điều, hạt hướng dương. Ngoài ra, các món ăn chiên xào nhiều dầu mỡ khó tiêu, có nhiều nguyên liệu có tính nóng, cay, chua, mặn cũng nên kiêng cữ. Các thực phẩm có chứa độc tố như măng tre, khoai mì, cà chua còn xanh, khoai tây mọc mầm cũng gây tổn hại cho gan mật. Thức ăn có nhiều chất béo có tác dụng thúc đẩy sự co bóp, làm tăng số lần co bóp của túi mật, dẫn tới áp lực trong túi mật tăng cao. Túi mật phình ra khiến người bệnh viêm mật, sỏi mật bị đau nhiều hơn, do đó nên hạn chế chất béo, mỗi ngày chỉ dùng giới hạn từ 20 đến 25 gram. Sự thay đổi thành phần trong dịch mật, đặc biệt là sự thay đổi hàm lượng muối mật và cholesterol trong dịch mật là nguyên nhân chủ yếu tạo thành sỏi mật. Vì vậy, người bị bệnh túi mật nên lưu ý giảm lượng cholesterol trong các loại thực phẩm, mỗi ngày chỉ dùng không quá 200mg. Sau đây là các thực phẩm có hàm lượng cholesterol trên 50mg/100, tức là 100g thực phẩm có chứa hơn 50mg cholesterol. Cá trích 52, thịt bò 59, thịt heo hộp 60, chân giò heo 60, thịt thỏ 65, sườn heo 66, thịt bò, heo xay hộp 66, cá chép 70, giăm bông heo 70, thịt bê béo 71, thịt ngựa 75, thịt vịt 76, thịt cừu 78, thịt ngỗng 80, thịt gà tây 81, thịt bò hộp 85, mỡ heo 95, dạ dày bò 95, lưỡi bò 108, sữa bột toàn phần chưa tách béo 109, thịt gà hộp 120, tim heo 140, bầu dục heo 375, phô mai 406, gan gà 440, trứng gà toàn quả 600, lòng đỏ trứng gà 1790, não bò 2670, não heo 3100. Khi túi mật bị viêm, trứng giun và các tổ chức hoại tử khác kết hợp với sắc tố mật có thể tạo thành sỏi mật nhanh chóng. Chất đường ngọt cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự hình thành sỏi mật. Việc phòng ngừa nhiễm giun sán và hạn chế các thức ăn nhiều chất đường sẽ có tác dụng tích cực để ngăn chặn sự hình thành sỏi mật. Người bị bệnh về mật không nên ăn các thực phẩm quá chua như me, xoài sống, khế chua, mơ chua, cóc, giấm vì vị chua thuộc hành mộc có tính thu liễm, co rút sẽ làm cho túi mật co lại, gây đau nhiều hơn. Mỗi khi bệnh phát tác cấp tính nên tạm thời kiêng ăn từ 1 đến 2 ngày hoặc chỉ dùng một vài món ăn nhẹ như cháo với lòng trắng trứng gà, canh thịt bò bằm nhuyễn, cháo loãng. Sau khi bệnh giảm bớt thì chỉ ăn những thực phẩm dễ tiêu, nấu loãng nhừ rồi dần dần dùng đến các thực phẩm hầm nhừ và ít dầu béo. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.